Xin chào bạn, trong video này mình sẽ nói về cái lý do mà cựu tổng thống Donald Trump đã thoát chết trong cái vụ ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại cái buổi rally ở Pennsylvania. Trong lúc mà ông tổ chức cái cuộc vận động để tranh cử tổng thống đó bạn, thì có một cái anh chàng đó, ảnh tên là Thomas, ảnh đã trực ngay cái trên nóc nhà đó, thì ảnh có chĩa cái cây AR xuống chuẩn bị trên đó để mà cho Donald Trump 5 viên. Nhưng mà cuối cùng thì ông Donald Trump chỉ là bị cái tai bên phải thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói lại cho bạn nghe là tại sao mà ổng được thoát chết một cách mà nhiệm màu như vậy bạn. Cái này thật sự là chỉ có trời cứu thôi chứ không có nào mà người cứu được các bạn. Nhưng mà với cái mạng lớn đó, thì là như vậy đó. 6:03 chiều thì ông Donald Trump bắt đầu bước lên sân khấu nha, vỗ tay và chỉ về phía đám đông trong khi bài hát God Bless the America vang lên. 6:05 chiều thì bài hát đã kết thúc, ông Trump bước lên đến bục phát biểu và bắt đầu phát biểu. Ông dành 6 phút đầu để nói về tổng thống Joe Biden, dạ, nói gì tổng thống Joe Biden là cái vụ mà nhập cư đó, dạ, nói về cái vụ nhập cư, tại vì cái vụ nhập cư hiện tại đang rất là hot ở Mỹ, tại vì nó cái xây đường biên giới đó đang ông Trump ông xây, ông Biden lên ông mở cửa xong rồi bây giờ là họ trèo trèo rào qua mà không có làm được gì hết. Thì bây giờ cái tình trạng đó nó trở thành cái chủ đề chính trị ở bên Mỹ hiện tại. Sau đó thì đến 6:11 chiều thì ông Donald Trump ông quay sang bên phải, quay bên phải và chỉ về cái phía màn hình, ông đưa cái tay bên phải nè, thì quý vị có thể coi lại ha. Ổng để tay bên phải và đồng thời là cái đầu ổng quay bên phải luôn nhẹ, là để nhìn vô cái biểu đồ hiển thị cái số liệu thống kê về các cửa khẩu biên giới. Lúc đó là ổng quay qua ổng coi cái biểu đồ nhé, ổng coi là nhờ cái biểu đồ đó ổng để bên phía đó, ổng quay qua ổng coi vậy, ổng để tay ổng coi vậy, nhìn vô bên phải thì ổng hướng mặt về phía bắc tới một cái dãy khán đài chật kín người tham gia cuộc biểu tình. Phía sau khán đài đó là một nhóm tòa nhà cách sân khấu khoảng 400 feet. Cùng lúc đó thì một số người tham dự cuộc biểu tình nhận thấy là có một người đàn ông có xài hàng, các bạn xài hàng hàng dài đó, trên mái nhà của một trong những tòa nhà đó. Trong một video đăng lên trên mạng xã hội, có thể nghe thấy được người tham dự la hét lên: "He's on the roof, he's got a gun." Có nghĩa là anh đó ở trên mái nhà kìa, nó có hàng nóng trên đó kìa. Vài giây sau thôi thì anh đó bóp cò, dạ, thì cái lúc là nghe nghe cái tiếng nổ đó bạn. Và lúc đó ông Trump dừng lại giữa chừng và giật mình. Lúc đó là ông đưa cái tay của ổng qua bên tay phía tay phải nè. Và khi hai phát khác nhanh chóng được bắn ra thì ông Trump ổng núp sau cái bục biểu, cái bục mà phát biểu đó. Một mục phụ nam được nghe thấy tiếng hét lên: "Get down, get down, get down, get down," cứ là nằm xuống, tại vì nghe tiếng tiếng nổ đó thì người ta kêu là nằm xuống, tại thấy có biến rồi. Trong khi là một loạt 5 phát súng nữa bắn ra. Các thành viên trong đám đông hỗn loạn và la hét lên, khom người xuống, nhiều nhân viên an ninh chạy lên sân khấu, bao gồm những nhân viên có vũ trang và có người có vũ trang trang bị vũ khí hạng nặng các bạn. Thì khoảng 42 giây sau, 42 giây sau thì sau khi vụ nổ súng bắt đầu thì các mật vụ khom người trên người của ông Donald Trump và cho đến khi có thể nghe thấy một mật vụ khác nói là shoot down, shoot down có nghĩa là xạ thủ đã bị gục rồi đó, có xạ thủ đã bị hạ gục và đã shoot down. Thì sau đó mật vụ đã xác nhận trong một tuyên bố rằng nhân viên của họ đã vô hiệu hóa được kẻ nổ súng, vô hiệu hóa được cái người mà đang xài đó, đó là bà chỉ bằng cách là cho nó ngủm luôn thôi, tại vì á nó đang bên kia mà nó đang có đồ chơi đó bạn. Rồi đám đông vỗ tay reo hò khi các nhân viên giúp ông Trump đứng dậy. Khi ông đứng dậy thì các vết máu hiện rõ trên tay tay phải của ông và trên mặt của ông. Trên mặt của ông ngay dưới đây là miệng nó lên tới miệng luôn, thành ra lúc mà mình lúc đầu mình coi mình tưởng là ổng bị trào máu ra nhưng mà không phải, là cái máu từ tai nó bay lên tới miệng luôn. Khi đó thì ông đứng dậy, những vệt máu hiện rõ trên tai phải và trên mặt của ông,
Đội an ninh bắt đầu đưa ông về phía cầu thang, nhưng trước khi rời khỏi sân khấu thì ông Trump đã dừng lại và giơ nắm đấm lên, vung lên không trung và dường như đang nói là fight, fight, fight. Mình cũng nghe ổng nha. Nhưng mà mình tưởng là cái chữ khác, tại vì bắt đầu giữa F mà. Thì đó, và sau đó thì đám đông vang hô vang lên là USA, USA, giống như là kêu hoan hô nước Mỹ đó bạn. 2 phút sau câu sau cái vụ nổ đó là sau khi các mật vụ hộ tống ông Trump rời khỏi sân khấu thì ông giơ nắm đấm lên không trung lần cuối khi được dẫn vào một chiếc SUV màu đen. Một khán giả đứng ngay bên ngoài khuôn viên thì cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài BBC là 2 phút sau cái đài phát biểu của ông Trump thì ông nhận thấy có người bò như gấu lên mái nhà. Rõ ràng là có vũ trang bằng cái cây hàng dài đó, cây đồ chơi mà hàng dài đó. Thì anh ta đang cố gắng thông báo với cảnh sát, cái người đó đó muốn kêu cảnh sát, đang cố gắng thông báo cảnh sát. Sau đó thì cho biết là cái người đó đã bùm đó từ một vị trí cao bên ngoài chu vi an ninh của cái cuộc rally đó, cuộc vận động đó. Sau cái vụ đó thì thi thể của tay súng được nhìn thấy trên nóc của một trong những tòa nhà bên phải của ông Donald Trump. Theo các quan chức thực thi pháp luật thì cái đồ chơi dài đó là bán tự động theo kiểu AR đã được thu hồi tại hiện trường. Lúc mà nó bắn ra đó thì không có trúng cái đầu ông Trump, dạ chỉ trúng cái tay ông Trump thôi. Nhưng mà làm một người ra đi bạn, cái người này á là làm như người ta che cho gia đình của người ta đó. Thì cái anh này là volunteer firefighter, là cái người mà cứu hỏa đó, làm cứu hỏa đó bạn, đó là lính cứu hỏa đó. Thì nói chung là rất là thương tâm các bạn nhớ, tại cái này nó dạng như là tên bay đạn lạc các bạn, thật sự là nhắm vô ông này chứ đâu có nhắm vô cái người kia đâu, mà người kia chết oan, chết vô tội. Người ta cũng nói là cái anh đó là anh hùng các bạn, tại vì thật sự cái này nó không có đáng, không có đáng để mà ảnh ra đi. Nhờ là nhờ nói về cái chuyện mà đường biên giới các bạn, gọi là dân mà nhập cư bất hợp pháp qua nhiều quá, nhờ nói cái chuyện đó nên là chỉ qua cái bản đồ, nhờ nhìn cái bản đồ là mới thoát chết. Đây là quá kỳ diệu luôn. Tình hình hiện tại của ông Donald Trump á, thì ổng đã xuất hiện lại rồi, và bên tai của ổng, bên tai của ổng thì là dán một cái miếng màu trắng á, để ổng đi ra ngoài á, ổng giới thiệu cái người mà ổng sẽ đề cử lên nếu mà ổng là tổng thống á, thì cái người đó làm phó tổng thống. Thì đây là cái bài phát biểu của mình. Nếu các bạn có ý kiến gì comment ở dưới đây, và nếu thích thì cho video này một like và đăng ký kênh nếu mà bạn chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.